Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 16 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ký văn bản khẩn gửi các cơ quan đơn vị địa phương liên quan các phục hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 thanh thiếu niên tử vong trên cao tốc nội bài Lào Cai chiều mùng 5 Tết tức ngày 14 tháng 2. Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh yêu cầu ban an toàn giao thông tỉnh, sở giao thông vận tải, các sở ngành địa phương kịp thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 261-700, cao tốc nội bài Lào Cai và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt các hành vi vi phạm chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 CTTDG ngày 19 tháng 4 năm 2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Chủ tịch tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan, tổ chức kiểm tra trường Trung học cơ sở thị trấn Bát Sát, Trung học cơ sở Cốc Mì trong việc thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường học tăng cường quán triệt tới toàn thể cán bộ quản lý giáo viên học sinh tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi chưa có giấy phép lái xe theo quy định tuân thủ quy định tốc độ không phóng nhanh vượt ẩu đi ngược chiều đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện xe máy điện tỉnh lào cai cũng đề nghị cục cảnh sát giao thông bộ công an duy trì tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn tuyến đường quản lý xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc đặc biệt đối với các hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như đi ngược chiều chạy quá tốc độ đi sai làn đường đón trả khách trên đường cao tốc đề nghị tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường quản lý hành lang đường cao tốc, ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố, ủy ban nhân dân huyện thành phố có đường cao tốc chạy qua, văn bản bảo thắng bảo yên thành phố lào cai chủ trì phối hợp với VEC tổ chức kiểm tra giả soát toàn bộ hành lang đường cao tốc đi qua địa phận địa phương quản lý thống kê các vị trí lối đi tự mở phá rào hộ lan các điểm vi phạm hành lang đường cao tốc gửi về sở giao thông vận tải trước ngày 6 tháng 3 năm 2024 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án xử lý.